Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Anh chị em ơi, có những phước hạnh nào chúng ta kinh nghiệm ở trong đời sống của chúng ta trải nghiệm được Chúa? Hãy ở trong dòng comment, ở dòng bình luận, chúng ta nói lên những phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Các anh chị em ơi, xa đã kinh nghiệm phước hạnh của Chúa như thế nào? Xin cũng báo cho chúng tôi biết để chúng tôi cùng vui mừng với anh chị em, tạ ơn Chúa với anh chị em, vì Chúa thật đã làm những việc lớn của Ngài ở giữa chúng ta trong những ngày qua. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục và loạt bài Lên Chốn Cao Hơn, và chúng ta hôm nay sẽ học đời sống cơ đốc nhân đắc thắng dựa trên phần kinh thánh nền tảng mà tôi đã đọc cho anh chị em ở trong Roma chương 6. Đây là phước hạnh mà Chúa Ngài đã dắt chúng ta đi từ chỗ chúng ta là nô lệ của tội lỗi. Chúng ta sống một cuộc sống mà kết quả của nó là sẽ đem đến sự chết. Thì Chúa Ngài cứu và mang chúng ta vào trong sự sống mới ở trong ơn của Ngài. Và Chúa muốn chúng ta bước lên ở trong ơn của Chúa. Vì trong cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta, nếu anh chị em thành thật với chính mình, chúng ta thấy có những lúc chúng ta lên cao và có những lúc chúng ta xuống thấp ở trong đời sống của mình. Và Chúa Ngài muốn chúng ta cứ vững tiến ở trong ơn của Chúa. Chúng ta cần phải bỏ lại những điều cũ kỹ và chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa là như vậy. Đôi khi nhiều người sau nhiều năm thất bại, khi tham dự những kỳ bồi linh hay là đại hội phục hưng, cũng như là nhóm lại ở trong ơn của Chúa ở tại hội thánh, ở trong sinh hoạt, thì có lời của Chúa qua các diễn giả, qua đầy tớ của Chúa rao giảng lời của Ngài, chúng ta thấy thình lình đời sống của chúng ta được Chúa Ngài chạm đến và chúng ta thay đổi ở trong phước hạnh của Chúa, được Chúa Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài muốn ban ơn và sử dụng chúng ta một cách lớn lao càng hơn nữa. Nhưng chúng ta phải có một đời sống kinh nghiệm đắc thắng mỗi ngày trong đời sống của mình, để rồi chúng ta có thể chia sẻ cái sự sống đắc thắng này cho những người đang bị cầm buộc, để chúng ta sẽ giải cứu họ và đem họ vào trong sự sống phước hạnh mà Chúa Ngài đã định. Và cảm ơn Chúa vì ý định đó của Chúa có thể thực hiện qua đời sống của chúng ta khi chúng ta bằng lòng chọn bước đi lên chốn cao hơn trong cuộc đời của mình. Chúng ta vùng dậy và tỏa sáng ra ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi biết ơn Chúa vì sự khám phá mà chúng ta có thể khám phá được ở trong buổi tối hôm nay. Bắt đầu với một lẽ thật mà xin anh chị em chúng ta nắm vững, đó là sự hiển thực của đời sống đắc thắng. Kinh Thánh dạy về sự đắc thắng vinh hiển của một người tín đồ cơ đốc. Như Thời Gian thứ nhất chương 5 câu số 4 nói, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy sự đầu danh không nói đến một sự sống đắc thắng khi chúng ta lên thiên đàng, chúng ta gặp Chúa, nhưng mà sự đắc thắng ngay ở trong đời này. Đây là một sự khác biệt mà chúng ta cần nhớ. Vì có những người người ta có một quan niệm sai, đó là mình sẽ tiếp tục sống ở trong sự chịu đựng cho đến ngày mình được Chúa Ngài tiếp rước lên thiên đàng, lúc bây giờ mình sẽ sống một đời sống đầy phước hạnh và quyền năng của Chúa. Nhưng cho em, Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm ngay trong đời sống của chúng ta, ngay trong đời này. Vì lời của Chúa nhắc chúng ta, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Anh chị em, chúng ta quyết tâm bước đi trong đức tin để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng mà Chúa Ngài nói đến tại đây. Vì nếu câu kinh thánh này không hiện thực ở trong đời sống của một người con cái của Chúa, thì chúng ta biết rằng có điều gì sai trật, cần phải được hoàn chỉnh. Chúng ta phải kinh nghiệm sự đắc thắng này. Dĩ nhiên chúng ta nhìn biết Satan dùng hết sức của nó và bằng mọi cách để che mắt chúng ta, nói rằng sự sống đắc thắng là điều xa vời, đừng đeo đuổi. Nhưng anh xem lời của Chúa bảo chúng ta rằng chúng ta đã được địa vị đắc thắng ở trong Chúa, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ma quỷ không quan tâm để ý đến những con người gọi là tín đồ đi nhà thờ mà trong đời sống không có quyền năng, nhưng chắc chắn ma quỷ lo ngại về sức mạnh và quyền năng mà Chúa Ngài đã mang vào trong đời sống của chúng ta, cũng như chúng ta có thể kinh nghiệm được ở trong đời sống của mình, để chúng ta có thể sống đắc thắng. Về đời sống đắc thắng, chúng ta sẽ đem ra một ảnh hưởng lớn lao, và ảnh hưởng này sẽ đem đến
một cái sự lan tỏa, và chúng ta sẽ đưa rất nhiều người trở lại cùng Chúa. Vì sự sống đắc thắng nó có một sức thu hút rất lớn. Cho nên anh chị em hãy quyết tâm, và qua bài học này chúng ta đón nhận điều mà Chúa đã định cho chúng ta. Chúng ta là những người đã được định cho sự đắc thắng, và sự đắc thắng này có thật, không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng mà là một sự đắc thắng mà chúng ta có thể kinh nghiệm được trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Bây giờ chúng ta xem những lời hứa của đời sống đắc thắng này. Ở trong Phúc Âm Giăng chương 7 câu 37 đến 38, Đức Chúa Giêsu đứng kêu lên rằng: nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì những sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Một sự sống phong phú. Khi chúng ta khao khát, khi chúng ta quyết định là chúng ta đến với Chúa và chúng ta uống cạn những gì Chúa Ngài dành cho chúng ta, khi Ngài tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên chúng ta, thì cái kết quả là từ nơi lòng của chúng ta, ở trong bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta thì dùng là thì sông nước hằng sống, nhưng trong tiếng Anh và nguyên tác là những dòng sông. Chúng ta thấy một sự phong phú lớn lao, không phải chỉ là một mạch nước, nhưng mà là những dòng sông, sự sống sẽ chảy từ trong lòng của mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ôi thật là tuyệt vời. Anh chị em thấy một sự sống đắc thắng phong phú như vậy thì làm sao chúng ta không kết quả được? Sự sống của Chúa tuôn chảy xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Đây là lời hứa mà Chúa Giêsu dành cho mỗi một con cái của Ngài. Điều kiện là những ai khao khát, hãy đến với Chúa mà uống, thì việc này sẽ xảy ra cho chúng ta. Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10 cũng cho chúng ta thấy một sức sống sung mãn mà Chúa Ngài định cho chúng ta. Còn ta đến, ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu không muốn chúng ta có một ít sự sống, nhưng mà là một sự sống dư dật ở trong ơn của Ngài. Không phải vừa đủ, nhưng mà là tuôn tràn ra. Đó là sự sống mà Chúa muốn chúng ta có được ở trong đời sống của chúng ta. Một sự sống dư dật, một sự sống đắc thắng bội phần ở trong ơn của Chúa. Chúng ta trở lại với Roma chương 6 câu 14 cho chúng ta thấy: vì tội lỗi không cai trị trên em đâu. Đây là lời khẳng định rất là rõ ràng và chắc chắn. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu. Chúng ta có được một cái sự tiếp trợ, ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta khi chúng ta đón nhận công tác của Đức Thánh Linh và những gì Đức Giêsu đã làm xong cho chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 2 câu 14: song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho tôi được thắng ở trong Đấng Christ luôn luôn. Chúng ta để ý đến cụm từ luôn luôn ở đây. Không phải lâu lâu một lần, không phải là một lần trong cuộc đời của chúng ta rồi sau đó thì chúng ta cứ trồi sụp ở trong sự thất bại. Nhưng mà Chúa Ngài đã định, tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Cảm ơn Chúa. Sự đắc thắng này luôn luôn là của chúng ta, anh chị em. Hãy nói rằng con nhận sự sống đắc thắng này. Ở trong Đấng Christ, con sẽ đắc thắng luôn luôn ở trong Ngài. Cảm ơn Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 13: Ngài cũng mở đường cho anh em ra khỏi. Đây là sự đắc thắng mà Chúa Ngài nói đến tại đây đối với sự cám dỗ. Không có một sự cám dỗ, một thử thách nào là quá sức chịu đựng của chúng ta. Vì Chúa Ngài luôn, Ngài là Đức Chúa Trời thành tính, luôn mở đường cho chúng ta để chúng ta có thể ra khỏi được. Cảm ơn Chúa. Như vậy, đắc thắng sự cám dỗ, đắc thắng tội lỗi. Và Roma chương 8 câu 37: trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Cảm ơn Chúa. Thắng hơn bội phận ở tại đây, ở trong tiếng Anh là more than conquer. Không phải chỉ thắng, nhưng mà chiếm lĩnh, như là toàn thắng rồi chúng ta chiếm lấy những chiến lợi phẩm. More than conquer. Hơn là chỉ là một cái sự thắng nhỏ, nhưng mà chúng ta thấy toàn cảnh của một cuộc chiến, và Chúa Ngài làm cho chúng ta toàn thắng. Ngài làm cho chúng ta chẳng những thắng, mà là chúng ta có thể sống ở trong sự đắc thắng đó, sự đắc thắng bội phần. Ngài khen Chúa. Gala-ti chương 5 câu 16: đời sống cơ đốc nhân của chúng ta thì không hề làm trọn những điều ưu muốn của xác thịt. Cảm ơn Chúa, vì khi Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta, chúng ta bước đi trong Đức Thánh Linh, chúng ta bước đi trong ơn quyền của Chúa, thì chúng ta không còn làm trọn những điều ham muốn của xác thịt nữa. Cảm ơn Chúa. Nhưng đắc thắng, toàn thắng, thắng một cách tốt đẹp ở trong ơn của Chúa cho đời sống cá nhân của chúng ta, rồi chúng ta đem sự đắc thắng đó mà chúng ta bày tỏ ra để giúp đỡ, để giải cứu và đem nhiều người vào trong cuộc sống tốt đẹp mà Chúa Ngài đã định. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba mà chúng ta cần để ý đến tại đây, đó là nguyên tắc của đời sống đắc thắng. Đó là bởi đức tin. Cảm ơn Chúa.
Nguyên tắc đắc thắng của đời sống người trong nhân là một sự ban cho của Chúa. Bởi đức tin mà chúng ta đón nhận, bởi đức tin mà chúng ta bước đi trong sự đắc thắng này. Chúng ta không xứng đáng để nhận lãnh, mà làm bất cứ một điều gì để chúng ta có thể sở hữu được sự đắc thắng này. Vì chúng ta không có sức để làm công việc này. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta có một cứu Chúa quyền năng. Ngài đã thực hiện một kế hoạch thật là tuyệt vời mà chúng ta sẽ cùng suy nghĩ tại đây. Chúa, Ngài thắng cho chúng ta. Và bắt đầu bằng điều mà Chúa, Ngài làm xong cho chúng ta. Và chúng ta có thể bởi đức tin, chúng ta sống ở trong sự sống này. Như Roma chương 1 câu 17 chép, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Khi chúng ta được cứu và bắt đầu đời sống mới ở trong Thánh Linh, thì chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta bước đi ở trong ơn của Chúa. Nhưng cũng có những người, như chúng ta thấy hội thánh của Chúa ở tại thành Galati, mà sứ đồ Phaolô đã trách họ. Đó là anh em được cứu bởi điều gì? Chúng ta được cứu bởi quyền năng của huyết của Đức Giêsu và sự biến đổi của Thánh Linh của Chúa. Nhưng có những người vì nghe những lời dạy dỗ sai của những giáo sư giả đến thì lại kéo họ trở lại sống theo luật pháp, nhờ cậy vào trong xác thịt. Thì chúng ta thấy đó là một điều ngu muội, vì chúng ta đã cố gắng trong xác thịt bằng việc làm của mình. Nhưng chúng ta phải lấy đức tin để đón nhận sự sống mới mà Chúa Ngài dành ban cho chúng ta bởi Thánh Linh của Chúa. Anh chị em, nguồn của quyền năng để làm cho chúng ta có thể sống một cách đắc thắng, đó là khi Thánh Linh của Chúa, khi Đức Thánh Linh Ngài vào trong đời sống của chúng ta, Ngài thêm sức, Ngài ban ơn, Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng. Ngài chỉ cho chúng ta những chỗ của bẫy rập của ma quỷ để chúng ta có thể vượt qua được trong sự cám dỗ. Ngài hướng dẫn cho chúng ta những đường lối và cách sống để chúng ta có thể sống một cách đắc thắng trong ơn của Chúa. Nếu là chúng ta đặt lòng tin và nhường đời sống của mình cho Chúa Ngài kiểm soát và dẫn dắt. Sự đắc thắng là công việc của Đức Giêsu qua Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta, chứ không phải do sự cố gắng của chúng ta. Ngày nào chúng ta còn cố gắng là ngày đó chúng ta còn có thể trải nghiệm, kinh nghiệm cái sự thất bại. Nhưng khi chúng ta đầu phục Chúa hoàn toàn, thì tôi chia sẻ với anh chị em, mỗi ngày khi tôi thức dậy, thì tôi nhận biết một điều, đó là tôi phải nhường đời sống của mình cho Chúa Thánh Linh kiểm soát. Cho nên tôi cầu nguyện, lời cầu nguyện đầu tiên đó là: Lạy Chúa Thánh Linh, hôm nay con nhường đời sống của mình, nhường thân thể của mình trong quyền kiểm soát của Chúa. Xin đầy dạy trong con và sống sự sống của Ngài xuyên qua đời sống của con. Và chúng ta thấy được có những sự nâng đỡ của Chúa trong những lúc cám dỗ hay là những sự khó khăn đến. Thì khi mình nhường đời sống cho Chúa Thánh Linh như vậy, Ngài nắm quyền kiểm soát, Ngài nhúng tay vào, Ngài thêm sức, Ngài chỉ ra, Ngài ban phước, thì tôi lại có thể kinh nghiệm một ngày nữa ở trong sự đắc thắng ở trong Chúa. Anh chị em, đó là lối sống mà chúng ta cần sống như Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Vì khi chúng ta cố gắng ở trong sức của mình, chúng ta sẽ thất bại. Nhưng khi chúng ta biết mình yếu đuối mà nhờ cậy Chúa, thì chúng ta sẽ thành công. Như lời của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 1 câu số 9 cho chúng ta thấy rằng sức mạnh của chúng ta được nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúng ta thấy dường như là một nghịch lý, nhưng mà đây là sự thật. Lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta, khi chúng ta yếu đuối là lúc chúng ta mạnh. Đây là một nguyên lý mà chúng ta thấy rằng khó hiểu đối với chúng ta. Chúng ta đã được dạy từ nhỏ, chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải mạnh mẽ lên. Và có những người động viên chúng ta như vậy. Nhưng Kinh Thánh bảo chúng ta là hãy nhận biết cái yếu đuối của mình mà nhờ cậy Chúa. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nhận được sức thiêm của Chúa và chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Nhận biết mình yếu đuối, nhận biết mình cần Chúa là chìa khóa để chúng ta có thể nhường đời sống của chúng ta cho Chúa hành động. Ngày nào chúng ta còn lấy tay xác thịt của mình mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ thất bại. Nhưng khi chúng ta nói rằng con đầu hàng trong việc này, xin Chúa Ngài sống qua con nương cậy vào Thánh Linh ơi, xin đổ quyền năng của Ngài tuôn chảy qua cuộc đời của con để con có thể kinh nghiệm sự đắc thắng này trong ơn của Chúa. Anh xem những hình ảnh mà chúng ta thấy những con người bị cầm buộc ở trong nghiện ngập, ở trong thói hư tật xấu của mình, bị ma men, bị ma cờ bạc, bị những thứ cầm buộc ở trong đời sống. Và họ đã tìm đủ một cách để cai, để bỏ, để tránh. Nhưng chúng ta thấy rằng càng cố gắng chừng nào thì càng bị lôi cuốn vào đó chừng đó.
Nhưng chúng ta cũng đã thấy những cuộc đời khi họ giao đời sống của mình ở trong tay của Chúa, thì lập tức quyền năng của Chúa bắt đầu kích hoạt ở trong đời sống của họ, khiến cho họ có thể thắng được cám dỗ, thắng được những cơn ghiền, và rồi được tự do hoàn toàn ở trong ơn của Chúa. Sau đó là bởi quyền năng của Chúa lại có thể đứng lên từ những con người gãi đổ, từ những con người bị cầm buộc, những con người là phu tù cho tội lỗi, thì có thể trở nên những người đem đến sự thay đổi. Họ thay thế cho tro bụi bằng tiếng hát ngợi khen. Họ thay thế những cái điều chết chóc tan chế, trở nên những người sống ở trong sự ngợi khen phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Và rồi chính họ được Đức Chúa Trời Ngài sử dụng để xây lại những nơi đổ nát ngày xưa, những thành bị bỏ. Họ trở nên những người hữu dụng cho Chúa và bày tỏ sự đắc thắng của Đức Chúa Jesus Christ vào trong những hoàn cảnh, vào trong những thành phố, vào trong những cuộc đời. Ô, thật là tuyệt vời của một cuộc sống đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hãy đặt lòng tin vào ơn của Chúa. Đức tin không tự làm gì cả, nhưng mà đức tin là để Đức Chúa Trời làm tất cả mọi việc. Để chúng ta nhường cho Chúa Ngài làm việc, Ngài sẽ hành động xuyên qua chúng ta. Bí quyết để đắc thắng nằm ở chỗ Đấng Christ ngự trong chúng ta. Bí quyết nằm ở chỗ khi Thánh Linh của Chúa đầy dẫy và tự do kiểm soát chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng mà chúng ta đã định. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta lần bước để xem bí quyết của một đời sống đắc thắng. Đó là chúng ta phải, trong tiếng Anh dùng chữ là identify, là chúng ta đồng nhất hóa với Đấng Christ. Chúng ta đồng nhất hóa với Chúa ở trong sự chết của Ngài. Chúng ta đồng nhất hóa với Đấng Christ ở trong sự chịu chôn của Ngài. Và chúng ta đồng nhất hóa với Đấng Christ trong sự sống lại, phước hạnh, vinh hiển, quyền năng của Ngài. Tôi tin rằng bí quyết của đời sống của chúng ta phải trải qua những điều này. Roma chương 6 câu 4 đến 22 mà chúng ta đã nghe đọc lúc đầu, chúng ta thấy trong thập tự giá của Đấng Christ có hai điều tuyệt vời xảy ra. Đó là sự thay thế trong việc Chúa đền nợ tội cho chúng ta. Và thứ hai đó là sự đồng nhất hóa của chúng ta đối với Chúa. Cảm ơn Chúa. Đối với tội nhân thì chúng ta thấy rằng lời của Chúa dạy chúng ta về sự thay thế đền nợ tội này. Hãy nhìn lên Chúa, xem và nhận được sự sống. Nhưng đối với những cơ đốc nhân thì những người đã tin, thì Chúa Ngài muốn chúng ta hãy nhìn lên Chúa, xem và chết. Chết với con người bản ngã để Chúa có thể sống xuyên qua chúng ta hoàn toàn. Khi chúng ta nắm được lẽ thật này, chúng ta sẽ thấy những điều tuyệt vời bắt đầu xảy ra. Chúng ta đồng nhất với Đấng Christ trong sự chết của Ngài. Chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu dạy ai muốn theo ta thì hãy vác thập tự giá mà theo ta. Cảm ơn Chúa. Đây là một cái tuyên án về chết đối với con người cũ của chúng ta, con người xác thịt của chúng ta. Khi chúng ta nhận diện với Chúa, đồng nhất với Ngài trong sự chết của Ngài. Roma chương 6 câu số 5, chúng ta là một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta là một với Ngài, khi chúng ta chết với con người bản ngã, chết với con người xác thịt, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống ở trong ơn của Ngài. Roma chương 6 câu 6, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài. Cảm ơn Chúa. Và Galati chương 2 câu số 20 và câu Kinh Thánh mà tôi rất yêu quý, nó là chìa khóa cho cuộc sống phước hạnh mà chúng ta có trong Chúa, mà tôi gọi là điện 220 đó, điện cao thế, mạnh mẽ. Đó là tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đức Christ. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta chịu đóng đinh và thập tự giá với Đức Christ, để rồi chúng ta sống không phải là chúng ta sống nữa, nhưng mà là Christ sống trong chúng ta. Những ngày chúng ta còn sống ở trong xác thịt này là chúng ta sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bởi đức tin chúng ta đón nhận, con người cũ của con đã chết với Chúa, con chịu chôn với Chúa, nay con sống một sự sống mới trong ơn của Ngài. Và mỗi ngày con sử dụng đức tin để bật khóa, để sự sống đó làm việc xuyên qua đời sống của con. Cảm ơn Chúa. Vì Roma chương 6 câu 7 chép, vì ai đã chết thì thoát khỏi tội lỗi. Cảm ơn Chúa. Ngày nào chúng ta còn sống theo xác thịt thì xác thịt của chúng ta sẽ làm cho chúng ta thất bại. Vì xác thịt nó có những ưa muốn thuộc về xác thịt. Nếu chúng ta kể mình chết với xác thịt thì những sự cám dỗ đến, chúng ta không
Tôi dùng một hình ảnh để anh chị em thấy như chúng ta đang ở trong nhà, và khi sự cám dỗ đến gõ cửa chúng ta, thay vì chúng ta bật dậy và chúng ta đi ra, chúng ta mở cửa, thì chúng ta biết rằng sự cám dỗ nó có thể đánh hạ chúng ta. Nhưng khi chúng ta cậy mình chết với Đấng Christ và để Chúa làm chủ, chúng ta để Chúa mở cửa, thì trong quyền năng của Ngài, Ngài đã đắc thắng tất cả những sự cám dỗ mà Ngài đã trải qua, không hề phạm tội. Khi Ngài mở cửa, Ngài sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng, và chúng ta sẽ hưởng lấy sự đắc thắng khi chúng ta để Chúa Ngài kiểm soát, để sức của Chúa Ngài thắng sự cám dỗ thay thế cho chúng ta. Nhưng ngày nào chúng ta còn cậy mình là sống, chúng ta lật đật chúng ta ra mở cửa. Tôi đã từng nói với anh chị em, tôi nhắc nhở anh chị em, khi Satan muốn cám dỗ chúng ta, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ đánh hại chúng ta nếu chúng ta nhờ sức của mình để chúng ta đối diện. Tôi thường nhắc nhở anh chị em trong hình ảnh. Thí dụ chúng ta thấy nó sử dụng mỹ nhân kế, thì chúng ta thấy trải qua bao nhiêu thời đại trong lịch sử của nhân loại, chúng ta thấy Satan khi sử dụng điều đó, thì chúng ta thấy rằng có những vị vua, có những anh hùng, có những tướng lĩnh đã phải ngã một cách hết sức là tức tưởi vì mưu trước của ma quỷ. Nó có thể sử dụng mỹ nhân kế, nó có thể sử dụng đồng tiền. Như tôi thường chia sẻ với anh chị em, giả định như có ai đó cám dỗ chúng ta phạm tội, mà nó đến với một cái chiêu thức là nói dối giùm tôi việc này, tôi sẽ cho bạn tiền. Và ví dụ như nó nói nó cho chúng ta 1,000 Mỹ kim, thì nhiều người trong chúng ta có thể thắng dễ dàng. Chúng ta nói rằng tôi bán cái mối liên hệ của tôi với Chúa chỉ với 1,000 đô la sao, 1,000 Mỹ kim sao, chúng ta có thể thắng được. Nhưng khi sao tăng giá, khi sự cám dỗ nó tăng giá, nó rằng 10,000 thì sao, chúng ta thấy bắt đầu sẽ có sự lung lay. Nếu nó tăng thêm nữa là 100,000 thì sao, chúng ta bắt đầu sẽ rằng hồi xem cái chuyện này nó có đến đổi tệ hại như vậy hay không. Mà nếu nó gia tăng lên đến 1,000,000 thì chúng ta thấy rằng đa số của chúng ta bắt đầu ngã như sung rụng. Nếu nó cứ tiếp tục tăng giá, chúng ta sẽ ngã. Nhưng cảm ơn Chúa, giải pháp đó là chúng ta cậy mình chết đối với xác thịt. Mình đã chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ. Bây giờ không phải mình sống nữa, nhưng mà để Chúa sống xuyên của chúng ta. Thì Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ đắc thắng cho chúng ta là như vậy. Amen anh chị em. Kinh nghiệm sự đắc thắng qua ơn của Chúa làm cho đời sống của chúng ta. Chúng ta đồng nhất với Đấng Christ trong sự đồng chôn với Ngài. Chẳng những chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà lời của Chúa ở trong Roma chương 8 này, sứ đồ Phaolô được Thánh Linh của Chúa soi sáng để chỉ chúng ta thêm một bước nữa. Đó là chịu đóng đinh rồi, phải đem xuống và chôn nó với Chúa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta đã làm điều này một cách công khai khi chúng ta chịu báp têm nước. Chúng ta nói với mọi người rằng, và luôn cả các thiên sứ, trong đó có các thiên sứ xa ngã nữa, con người cũ của tôi đã chết với Đấng Christ. Và bây giờ tôi bày tỏ ra trong báp têm nước, khi tôi được đưa vào trong dòng nước, là tôi chịu chôn với Đấng Christ ở trong báp têm nước này. Để khi tôi bước ra khỏi nước, là tôi sống và bày tỏ sự sống mới mà Chúa Ngài đã ban cho tôi. Cảm ơn Chúa. Những việc chết, sự chết phải được đem chôn mình chị em. Rồi, chúng ta cần phải đi, đây là điều rất là quan trọng. Đó là việc mà kết quả của sự hy sinh, chịu chết, chịu chôn của Đức Giêsu mang lại cho chúng ta. Nhưng phải không dừng ở tại đó. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta phải đồng nhất với Đấng Christ trong sự sống lại của Ngài. Tôi đã sống lại với Đấng Christ. Ở trong câu số 5, chúng ta cũng sẽ làm cùng một với Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Cảm ơn Chúa. Khi Đức Giêsu phục sinh một cách hải hoàng, thì tất cả chúng ta thấy từ thân thể của Ngài bây giờ là một thân thể phục sinh. Và chúng ta thấy Chúa Ngài đã sống lại ở trong sức sống phục sinh đó, để cho chúng ta biết rằng Ngài là phục sinh, Ngài là sự sống lại và sự sống. Thì những gì mà Chúa Giêsu Ngài chạm đến, nó đã sống. Những gì yếu mọn Chúa chạm đến thì nó được làm đầy đủ và dư dật ra. Những gì mà nó đang đến chỗ hầu chết, Chúa chạm đến thì nó sống lại. Chúa Ngài làm cho sự phong phú của sức sống phục sinh của Ngài thể hiện ra
trên những điều mà chúng ta thấy đã chạm đến với Chúa hay là Chúa chạm đến. Cũng vậy anh chị em, sự sống mới này, khi chúng ta sống lại con người mới như Chúa đã sống lại, thì sức sống phục sinh đã làm cho Đức Chúa cứ sống lại từ cõi chết. Mà thư Ephesos chương 2 nói, quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời hành động và làm việc đã làm cho Đức Chúa sống lại từ cõi chết đó, đang ở trong chúng ta. Thì Ngài sẽ làm cho chúng ta sống như Chúa đã sống, để làm cho chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh và quyền năng thiêng liêng này của Chúa làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, chúng ta đồng nhất với Đấng Christ trong đời sống đắc thắng hiện tại của Ngài. Ở trong Roma chương 6 câu 4, chúng ta cũng sống trong đời mới thể. Cảm ơn Chúa. Câu số 6, chúng ta không phục ở dưới tội lỗi nữa. Câu số 8, chúng ta tin rằng mình cũng cùng sống với Ngài. Và Roma chương 6 câu số 10, hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, những điều này diễn ra ở trong thánh vụ của Đức Chúa Giêsu, trong sự sống của Ngài trên đất này. Và Ngài đã sống lại, phục sinh, và Ngài sống sự sống cho Đức Chúa Trời. Thì chúng ta cũng có thể sống như vậy. Bây giờ chúng ta hiểu tại sao Đấng Christ ở trong chúng ta là sự trông cậy hy vọng vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Ô phước hạnh, sự sống ở trong Chúa, sự đắc thắng mà chúng ta có trong Chúa, một sự sống đầy quyền năng ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là điều có thể xảy ra cho đời sống của chúng ta khi chúng ta nhờ cậy Chúa trong đời sống của mình. Như vậy bí quyết đắc thắng đây đó là Đấng Christ đang sống ở trong lòng và trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Khi Chúa phục sinh bước vào cuộc đời của chúng ta, thì mọi mặt của đời sống của chúng ta sẽ bừng lên trong sự sống của Chúa. Khi Đấng Christ Chúa phục sinh ở trong đời sống của chúng ta, thì mọi mặt ở trong đời sống của chúng ta sẽ tràn đầy sự sống của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hãy bật nút bởi đức tin đón nhận sự sống này, đồng chết, đồng chôn và sống lại với Chúa, để chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Và cuối cùng, cái điều kiện tất yếu cho đời sống đắc thắng này, đó là chúng ta phải đầu phục Chúa. Cảm ơn Chúa. Đầu phục ở tại đây, đầu hàng và thuận phục Chúa. Cảm ơn Chúa. Và tôi thấy điều này được thể hiện một cách rất rõ ở trong đời sống mà tôi trải nghiệm. Khi tôi đầu hàng, tại Chúa, con không tự cố gắng làm nữa, xin Chúa làm xuyên qua con. Khi tôi đầu phục Chúa hoàn toàn, thì tôi thấy công việc của Chúa làm rất nhanh. Khi tôi đầu phục Chúa hoàn toàn, Chúa, Ngài có thể tự do hành động. Tạm dùng hình ảnh nôm na, chúng ta cứ đứng và chúng ta chặn đường khi xác thịt của chúng ta cứ nhúng tay vào. Khi chúng ta chết với con người xác thịt, chúng ta bước sang một bên và chúng ta nhường quyền kiểm soát, quyền năng của Chúa tự do hành động trên chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong ơn của Chúa là như vậy. Đầu phục. Thứ hai, chúng ta phải phó mình ở trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, hãy giao phó cuộc đời chúng ta trong tay của Chúa. Cái sự sống khó nhưng mà tuyệt vời, đó là sự sống chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ. Khi chúng ta phó mình ở trong tay của Chúa, chúng ta không còn tự tung tự tác, chúng ta không còn quyết định theo như việc mắt mình thấy và tai mình nghe. Như Esai 11 cho chúng ta thấy, nói về Đức Chúa Jesus Christ, thì bãi thuộc tính của Thánh Linh, bãi vị thần của Đức Chúa Trời làm việc ở trên Ngài. Điều đó cũng có thể xảy ra cho chúng ta khi chúng ta đầu phục và chúng ta phó mình ở trong tay của Chúa, và chúng ta chịu nhường đời sống của mình cho Chúa kiểm soát và hành động xuyên qua đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta không còn sống nữa nhưng mà Chúa sống xuyên qua chúng ta. Roma chương 6 câu 13 cho chúng ta thấy những quyết tâm này. Chớ nộp chi thể của mình cho tội lỗi như đồ dùng gian ác, xin sự sức giàu của Chúa biệt riêng chúng ta thành. Anh chị em, đó là danh phận của chúng ta. Chúng ta được gọi là hội thánh của Chúa. Đây là sự hiệp hội lại của những người thánh của Chúa mà Chúa Ngài đã kết hợp lại. Được gọi là hội của các thánh là hội thánh của Chúa. Vì chúng ta đã được định làm những người thánh của Chúa. Cho nên đừng để cho, đừng nộp chi thể của chúng ta cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác. Nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống. Cảm ơn Chúa. Mấy
chữ quan trọng mà chúng ta thấy ở tại đây, đó là chớ nộp. Giống như chúng ta đi và chúng ta nộp mạng đó, chớ nộp thi thể của mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác. Chúng ta có thể nói không với rượu, với ma túy, với những thứ xấu xa trên đời này. Người khác có thể làm, nhưng chúng ta đã thuộc về Đấng Christ, chúng ta không thể làm được. Đừng nộp đời sống của mình như là đồ dùng gian ác, nhưng phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời. Chữ phó tại đây giao phó, trao vào trong tay của Ngài. Đó là điều mà chúng ta thấy được đây. Dường như đã chết mà nay trở nên sống. Trước đây đời sống của chúng ta ở trong tội lỗi, trong xác thịt đó, thì chúng ta thấy nó đã chết rồi đó. Dường như chết là bởi vì khi Chúa Ngài bước vào đời sống của chúng ta thì chúng ta có được ngày hôm nay sự sống mới trong ơn của Chúa. Hãy nắm lấy địa vị mới của chúng ta bởi đức tin, tức là sự sống lại từ kẻ chết. Để bây giờ chúng ta đang sống trên lãnh vực sống lại về phía đắc thắng của thập tự giá. Chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống đắc thắng này trong ơn của Chúa. Ôi, xin Chúa Thánh Linh Ngài soi sáng tấm lòng của hết thảy chúng ta, để chúng ta bởi đức tin đầu phục, dâng hiến đời sống của mình, phó mình vào trong tay của Chúa và nói rằng: Lạy Chúa, xin nắm quyền kiểm soát. Lạy Chúa Thánh Linh, xin chi phối cuộc đời của con bằng quyền năng và sự hiện diện của chính mình Ngài, dẫn dắt, ban phước, sức giàu, đổ quyền năng của Ngài để hành động xuyên qua đời sống của con. Bởi đức tin chọn sống như vậy mỗi ngày, đó là quyết tâm để chúng ta lên chúng cao hơn anh chị em. Trong ơn của Chúa, sự lựa chọn của đời sống đắc thắng, thắng hay bại là do quyết định của chúng ta. Ngày nào chúng ta lấy lại cái quyền tự kiểm soát mình, chúng ta đang chuẩn bị để ngã. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho anh chị em. Như chủ đề của Đại hội Phục Hưng năm nay, bung dậy và tỏa sáng ra, vì sự sáng của Chúa đã đến trên anh em. Quyết tâm vùng dậy lên chốn cao hơn để tỏa sáng ra, vì chúng ta không còn ở trong bóng tối nữa. Cảm ơn Chúa. Rồi vinh quang của Chúa đã mọc lên trên chúng ta. Chúng ta có phước hạnh địa vị và sự hiện diện vinh quang của Chúa ở trên cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta phải lên cao và tỏa sáng. Cho đến chừng đời sống của chúng ta như Chúa Ngài đã định: các ngươi là muối của đất và ánh sáng của thế gian, là một cái thành cất ở trên đồi cao không gì có thể che khuất được. Lúc bây giờ chúng ta sẽ hiệu quả cho vương quốc của Chúa. Cảm ơn Chúa. Trở lại với Roma chương 6 câu 16: anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mồi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mồi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình sao? Tùy nơi chúng ta lựa chọn. Chúng ta vâng phục ai thì chúng ta làm tôi mọi người đó. Chúng ta đã kinh nghiệm từng làm tôi mồi cho những ông chủ xấu. Xin cảm ơn Chúa, chúng ta được cứu. Bây giờ chúng ta bằng lòng làm tôi mồi cho Đấng nhân lành, Chúa quyền năng, là Cha thiên thượng của chúng ta. Chúng ta muốn làm tôi mồi của Ngài. Thế rồi Ngài có thể mang chúng ta vào ở trong nhà của Chúa, cho chúng ta bây giờ được làm con ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Thật là một sự thay đổi lớn lao trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Roma chương 6 câu 18: vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi. Cảm ơn Chúa. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta được buông tha khỏi tội lỗi. Chúng ta được phóng thích. Chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Hãy sống đúng theo địa vị mới của mình. Cảm ơn Chúa. Hãy để Chúa đánh dấu cuộc đời của chúng ta. Ngày xưa khi một người nô lệ bằng ơn của chủ công bố rằng họ được sự tự do, hoặc là họ có thể dành dụm được tiền để có thể trả cái giá mà chủ đã từng bỏ ra để mua mình về làm nô lệ trong nhà, thì khi chủ muốn công bố điều này thì đem cái người đầy tớ đó ra đứng ở giữa chợ và đóng cái lỗ tai của người đầy tớ đó vào trong một cái cột và đánh dấu có một cái dấu ở trên lỗ tai đó, để khi người ta nhìn và quen cái mặt của người đầy tớ này ở trong nhà của người chủ của nó. Nhưng mà khi nhìn thấy ở trên đằng tai bây giờ có một cái lỗ thì đã được đánh dấu là
người này đã được phóng thích tự do. Người này có thể trở về quê hương gia đình của mình. Và người này cũng chọn là mình sẽ ở lại trong nhà của chủ. Thì khi chọn ở lại trong nhà của chủ thì chủ không còn kể là nô lệ nữa, nhưng mà là nhận như là con ở trong nhà. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, tội lỗi của chúng ta được xóa đi, chúng ta được phóng thích, chúng ta được buông tha khỏi tội lỗi. Và bây giờ chúng ta thuộc về người nhà của Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài tuyên bố sự phóng thích đó trên cuộc đời của chúng ta khi chúng ta tiếp nhận điều mà Chúa Ngài làm cho chúng ta. Tất cả những khế ước, những tội lỗi nghịch của chúng ta đều được đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Thì ngày hôm nay chúng ta có thể sống một cách tự do trong ơn của Chúa. Ngợi khen Ngài. Bây giờ khi nhìn chúng ta thì người khác sẽ thấy được một sự khác biệt. Trước đây có thể những người quen biết chúng ta nhìn chúng ta, được mời rượu chúng ta uống, được mời ma túy chúng ta sử dụng, được mời vào trong những thứ ăn chơi của đời này chúng ta lao vào, vì chúng ta đã từng là nô lệ của tội lỗi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có thể nói không, chúng ta có thể khước từ. Khi có những người mời tôi uống rượu hay là uống bia như là một cái cách xã giao, khi tôi đi thăm viếng nhà của những người chưa biết Chúa đó, thì tôi nói tôi không cần những thứ đó nữa. Tôi nói tại sao không cần? Bởi vì trước đây tôi cũng đã từng uống rượu để tìm cảm giác, để nhận chìm những cái buồn khổ trong đời sống của mình, hay là để ăn chơi với bạn bè. Nhưng ngày hôm nay có một niềm vui và có một sự phấn khích đến khi Thánh Linh của Chúa và sự hiện diện của Đức Chúa Trời hành động ở trong tôi. Tôi không cần phải tìm cảm giác mạnh của rượu hay là bất thứ một cái điều gì, nhưng mà Chúa ở trong tôi, quyền năng của Ngài hành động ở trong tôi không cần điều gì khác nữa. Bởi vì tôi đã được buông tha khỏi tội lỗi và tôi có thể sống cho Chúa trong ơn của Ngài, không còn là đồ dùng cho sự gian ác và ô uế nữa, nhưng mà bây giờ có thể được buông tha khỏi tội lỗi để có thể làm nô lệ cho Chúa Giê-xu. Và cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu là ông chủ tốt lành mà tôi sẵn sàng phục vụ Ngài cho tất cả những ngày còn lại của cuộc đời của mình. Và nhờ như vậy, sự đắc thắng ở trong Chúa đã được thể hiện ra trên cuộc đời của tôi. Và tôi cũng có thể đem sự đắc thắng này để giúp đỡ cho nhiều người để có thể thắng được tội lỗi, thối hư, tật xấu trong đời sống của họ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, hãy chọn lên chốn cao hơn. Một cuộc sống phước hạnh, đầy quyền năng, kết quả, vinh hiển mà Chúa đã định cho chúng ta. Đừng chọn sống một đời sống ở mức độ thấp của tội lỗi, của vũng lầy của tội lỗi nữa. Hãy chọn bước lên. Chúa đã chuẩn bị hết tất cả những gì cần thiết cho chúng ta rồi. Ngài sẵn sàng tuôn đổ quyền năng của Đức Thánh Linh trên chúng ta để chúng ta có thể làm nhân chứng kết quả cho Chúa. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm nhân chứng cho ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Một đời sống đầy quyền năng, một đời sống thể hiện Đức Chúa Jesus Christ ra trong đời sống của chúng ta. Đó là tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng là Đấng Christ sống ở trong tôi. Có như vậy, người khác sẽ nhìn thấy Đức Chúa Jesus Christ ở trong anh em. Người khác sẽ thấy Chúa ở trong anh em. Người khác sẽ thấy vinh quang của Chúa mọc lên trên anh em. Đó là sự sống mà Chúa muốn chúng ta sống. Hãy chọn bước lên chốn cao hơn. Nếu trong những ngày qua anh em có những thất bại trong đời sống của mình, hãy trở lại với Chúa, đầu phục. Chìa khóa Chúa mở ra cho chúng ta, đó là khi chúng ta nhìn nhận mình tội lỗi. Nhưng mà chúng ta xưng tội mình thì Chúa là thành tín và công bình, sẽ làm cho chúng ta sạch hết mọi điều gian ác, để chúng ta lại được phục hồi. Đừng sống trong tội lỗi nữa. Đức Thánh Linh đã cáo trách, chúng ta nghe tiếng cáo trách của Ngài, đừng cứng lòng nữa. Dù tội lỗi ngay trước mắt nó có những cái giây phút sung sướng tạm thời, nhưng chị em, cuối cùng của nó là sự chết. Hãy bước ra, kinh nghiệm sự đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Nếu trong những ngày qua vì bất cứ một lý do nào mà chúng ta buông tay Chúa, hãy quay trở lại, nắm chặt lấy Ngài và nói rằng lại: Chúa, con phó mình ở trong tay của Ngài, con giao đời sống của mình cho Chúa kiểm soát hoàn toàn, xin đầy dẫy chính mình Ngài trong con. Chúa sẽ làm, và sự đắc thắng của Chúa sẽ thể hiện trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em trong thời gian này ở khắp nơi.
anh chị em có thể đưa tay hướng về Chúa. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em trong thời gian này. Cháu dấu chúng con cảm ơn Ngài vì sự sống đặc thắng mà Chúa Ngài đã chuẩn bị cho chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu Ngài đã dành lại sự sống đắc thắng này và trao cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì quyết định của anh chị em chúng con. Chúng con bằng lòng chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ trong thời gian này. Chúng con nhận biết chúng con không tự đóng đinh mình được, nhưng bởi quyết tâm và quyết định của chúng con ở trong thời gian này, xin Đức Chúa Trời yêu thương Ngài đóng đinh xác thịt và bản ngã chúng con vào thập tự giá với Đấng Christ ngay trong thời gian này, để chúng con không còn sống cho chính mình nữa, nhưng chúng con sống cho Đấng đã yêu chúng con và đã phó chính mình Ngài với chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài cho dấu giờ này. Xin Chúa tiếp nhận và tuôn đổ quyền năng của Ngài trên mỗi anh chị em chúng con trong thời gian này. Sự sống đắc thắng được thể hiện ra trên đời sống của mỗi một chúng con. Hậu chính sự đắc thắng này là chúng con có thể bước đi trong phước hạnh liên tục, vì chúng con được thắng luôn luôn. Và chúng con cũng sẽ đem sự đắc thắng này và chúng con giúp đỡ, chúng con rao giảng, chúng con nói cho những người lạc mất, những người đang bị cầm buộc, để họ cũng có thể kinh nghiệm được sự tự do, vì họ thấy được sự biến đổi lớn lao của Chúa trên đời sống của mỗi người chúng con. Họ sẽ sống ăn năn quay về và cũng sẽ được hưởng những phước hạnh của Chúa như chúng con có được. Bán ơn Chúa giọng để chúng con biết rằng muôn người đang chờ đợi tin lành của Chúa đến với họ từ cuộc đời của chúng con. Xin giúp để chúng con kinh nghiệm sự sống đắc thắng. Được Chúa sử dụng chúng con để chúng con sẽ nhanh chóng rao giảng và cứu người ở trong ơn của Ngài, biến hết thảy chúng con trở nên những khí cụ hữu dụng ở trong tay của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Thánh Linh ơi, xin tự do hành động. Ngài thấy những bàn tay đang đưa lên, Ngài thấy những cuộc đời đầu phục ở trong tay của Ngài. Xin mặc lấy quyền phép, xin sức dầu tươi mới của Ngài trên chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Ngài khen Chúa. Chúng con quyết tâm kể từ giờ phút này sống một đời sống đắc thắng qua ơn quyền của Ngài. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin sự đắc thắng của Chúa thể hiện ra trong đời sống của anh em luôn luôn, để anh chị em trở nên nguồn phước cho muôn người. Hallelujah. Hẹn gặp lại anh chị em trong những buổi học kinh thánh sắp đến. Từ đây đến đó, hãy tiếp tục phó mình trong tay Chúa, dâng đời sống của mình trong quyền kiểm soát trọn vẹn của Thánh Linh, và để Đức Chúa Jesus Christ sống xuyên của chúng ta, hầu chúng ta làm môi miệng của Chúa, làm chúng ta làm bàn tay của Ngài, làm trái tim của Ngài trên đất này cho những người chưa gặp Chúa, để họ có thể gặp Chúa xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Hallelujah. Xin chào đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Victory. Chào đắc thắng anh chị em. Hẹn gặp anh chị em trong ơn của Chúa. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.